Chào mừng quý vị đang đến với Săn Hình Trên Quà. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những khán giả may mắn của trường phim Huynh Đệ Tương Tàn. Trong thời gian phim phát sóng đã có 19 cặp ảnh xuất hiện ngẫu nhiên trong các tập phim may mắn. Có 7 vị khán giả đã gửi số lượng ảnh nhiều nhất và hợp lệ về cho fanpage Long An TV với 19 cặp ảnh. Và xin chúc mừng các khán giả may mắn đã nhận được quà của chương trình với mỗi phần quà là 430.000 đồng. Vẫn còn nhiều cơ hội dành cho những khán giả may mắn trong những bộ phim tiếp theo. Quý vị hãy đồng hành và săn hình trên quà với truyền hình Long An để có cơ hội mang về những phần quà hấp dẫn nhé.